Dạ vâng, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình có nhận thay một cái bộ lõi lọc nước. Đó là cái lõi 123, còn mấy cái lõi ở trên này người ta đã thay rồi. Thì ở đây là cái máy lọc nước của Mitsui. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi thay ba cái lõi lọc này. Vì theo quan sát bên ngoài thì cái lõi kia một nó đã khá là bẩn rồi. Đây, thì đây là mình sẽ sử dụng cái lõi lọc của Aqua nhé. Cái lõi lọc này thì mình có thể thay vừa cho những cái máy lọc nước của Mitsui này. Đây, 1, 2, 3. Rất là rẻ, thay tại nhà luôn. Thì cái vấn đề là người ta sử dụng là cái nước nó giếng khơi, tức là nước giếng đào ấy. Thì ở đây là cái vùng nó có rất nhiều đất thó. Thì khi bơm lên ấy, thì nó rất nhiều đất thó nó chạy theo. Và những cái kim loại lơ lửng thì nó bám rất là bẩn ở cái lõi lọc số 1. Thì nên mình đã được gọi thay. Ở đây thì các bạn nhìn thấy cái đồng hồ áp lực nước này. Thì nhiều khi là nó cũng do vấn đề là cái lõi lọc nó bẩn quá, nó bị tắc nước ấy, thì dẫn đến là khi các bạn nhìn thấy cái van áp nó cứ kêu tạch 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 tạch, thì đây cũng là một nguyên nhân. Đây, bây giờ mình sẽ tháo đầu tiên cái lõi lọc số 1. Cái van nước nó bị rỉ, nó bây giờ nó mất chức năng khóa rồi, cho nên mình vẫn chưa khóa được nước các bạn. Để tí nữa sau khi mà thay xong cái này thì mình sẽ tiến hành thay luôn cái van khóa nước đầu vào. Đây, bên ngoài thì các bạn nhìn thấy này. Ở cái lõi lọc số 1 này nó là lõi trong, nó tùy của từng hãng, của từng nhà sản xuất, của từng cái loại máy, thì có thể là lõi lọc số 1 nó có màu trong suốt hoặc là nó màu nhựa đục. Thì chúng ta nếu nhựa đục chúng ta không thể xem được, còn nhựa trong suốt thì chúng ta có thể quan sát được cái lỗ mục chúng ta nó đang ở tình trạng nào. Thì sơ qua thì khá là bẩn các bạn. Đây, các bạn nhìn này, toàn đất thó đây. Đây, toàn là đất thó đây các bạn nhìn này. Nếu như cái tình trạng này thì nước của chúng ta nó lọc nó rất là kém và nó chảy yếu. Đây, ở cái toàn rất khó đấy các bạn nhé. Giờ mình sẽ tháo tiếp tục cái lỗi thứ hai. Các bạn khi mà mua máy thì bắt đầu người ta cũng để cho các bạn một cái đấy để tháo mấy cái lõi lọc 123 này, thì các bạn cất đi, để chúng ta có thể tự tay ở nhà cũng được. Đấy, các bạn chỉ làm đúng các cái cạnh trên của nó, các bạn giật theo nhịp cái chiều kim đồng hồ. Đây, chúng ta đã tháo được không? Tiếp tục mình sẽ tháo lõi thứ ba khá chặt các bạn. Lõi thứ ba này chặt hơn hai lõi kia, và cái vị trí máy người ta bắn nó không được chắc chắn lắm, cho nên mình làm nó đang rất là khó thao tác, lắp lại quá sát tường. Thực ra với những lõi lọc này thì thường như các bạn thấy thì ở đây thì mình đã thay đúng vị trí vào ba cái cấp lõi lọc ở vị trí số 123. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi lắp. Các bạn tháo ra ở vị trí lắp lõi số 1 nào thì các bạn lắp vào vị trí như vậy. Các bạn xoáy chặt, đầu tiên chúng ta sẽ xoáy bằng tay. Sau đó thì chúng ta sẽ xoáy bằng cái bộ dụng cụ sau để siết chặt hơn. Đây, các bạn nhìn thấy nước nó đang lọc từ ngoài vào trong lõi cấp rồi. Tiếp tục mình sẽ vào cái lõi lọc số 2. Lõi lọc số 2 này thì nó là than có chứa than hoạt tính nhé, nó khử độc.
Loại số 1 là lọc bụi bẩn, loại thứ hai là nó chứa than hoạt tính để chúng ta lọc những cái chất độc. Tuy nhiên thì các bạn lưu ý một điều là khi chúng ta lắp cái loại thứ hai á, thì cái loại ba này này thì chúng ta hãy từ từ hãng lắp, mà các bạn sẽ cần phải làm thêm một cái điều này trước khi là chúng ta lắp tiến hành lắp loại thứ ba, đó chính là chúng ta sẽ tiến hành xả bỏ nước từ cái lõi thứ hai từ 4 đến 5 lít, thì mục đích là nó là có chứa những cái gọi là than hoạt tính, thì những cái bụi mà còn sót lại trong lõi lọc ấy, nó lơ lửng ấy, thì nó sẽ đi ra ngoài. Theo 4 lít nước ban đầu đó thì chúng ta sẽ nên xả toàn bộ, tức là tháo cái vòi từ cái van số 2 sang đầu số 3 ấy, thì chúng ta sẽ tháo một đầu ra và chúng ta sẽ xả nước đi để tiến hành xả bỏ những cái than hoạt tính nó còn lơ lửng bụi bẩn. Nếu các bạn không xả cái bước này thì khi chúng ta lắp cái lõi thứ ba vào thì nó sẽ nằm cặn lại hết ở lõi thứ ba các bạn ạ. Có nhiều bác là khi mua về các bác tự lắp ấy thì các bác quên cái bước này, hoặc là các bác cũng không biết ấy, thì vô tình thì chúng ta đã đẩy cái than hoạt tính nó từ lõi thứ hai cặn thì nó đã đẩy sang lõi thứ ba. Nếu như chúng ta xả được khoảng 4-5 lít nước bỏ từ lõi thứ hai sang thì cái lõi lọc của chúng ta nó sẽ hoạt động tốt hơn và nó sẽ được lâu hơn các bạn. Đây thì mình sẽ tháo cái van dưới này ra và mình sẽ tiến hành bỏ cái nước ở cái vòi lọc mà số 2 tầm 4 đến 5 lít là được rồi. Thực tế thì mình cũng đi lắp nhiều và cũng trên diễn đàn là anh em thợ cũng chia sẻ nhiều về vấn đề này rồi, thì họ cũng nói rất rõ về cái vấn đề này, nhiều khi các bạn cũng không biết hoặc là nhà sản xuất thì người ta cũng không nói đâu. Đấy là cái kinh nghiệm của mình thì mình muốn chia sẻ với các bạn thôi. Thì trong khi xả nước này thì mình sẽ tiến hành lắp nốt cái lõi lọc thứ ba và các bạn lắp đúng chuẩn chỉnh để tránh cái tình trạng giò nước. Rồi, vậy là chúng ta trong ngày nay đã hoàn thành là thay tự thay được một cái bộ với lọc nước 123 cho cái máy lọc nước của gia đình chúng ta. Thì đây cái nước của lọc số 2 là vẫn đang xả này. Thì cái video của mình chia sẻ các bạn và những các bạn cách và một cái số điểm lưu ý cho bạn thay lọc lọc nước tại nhà. Đến đây là hết. Cái video của mình chia sẻ hết. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video lần sau.